Thế nào này nhỉ? Vùng vào. Thế em biết không? Thì... anh biết là ai nói thì anh biết ra thì cũng nhậu đây là em biết. Anh biết ra cũng nhậu đây. Anh biết. Nói chờ năm ngày nói rằng anh quên mời uống rượu quá. Xin nhận em biết. Chưa đến nước. Chúc giờ đi. Thằng em nó nói nhầm và chúc mừng sinh nhật. Ngắm nữa. Anh em này làm xong lầu cá. Nếu mà anh Biên không phải không phải lầu giá mấy cả lần bên nhà hậu chẳng hạn thế thì mới chúc mừng anh Biên được. Quân xin lỗi rượu ngon lắm đấy bạn hiền. Em rót lại tí nữa nhé. Mới ra khỏe sao hết chưa? Hết rồi đâu đông một cái ông kia đang ốm rồi ốm tha ra thải ông ốm cũng phải làm năm chết mọi khi có từ chối đâu. Đâu anh nghĩa mọi khi có từ chối đâu mà sinh nhật của mình mà thì còn ốm à móng bác ăn được không? Bố đậu ăn sớm thật đấy. Chưa chín rồi, chín nó bẹp rồi. Không có bẹp đâu. Rồi, hết đại gặp. Ui, thằng em làm cái bong bóng lại. Bố. Cái gì? Gọi là lần nữa ai gọi là... Thô mà thật. Ai nhỉ? Cái... Chưa được cầm bao giờ. Nói chuyện nữa. Chưa được cầm bao giờ. Cho vào đầu nhắc hay là quên gì vớt nước qua thì cũng cho vào để mà vì cái bong bóng này đấy cá này chúng làm miếng anh không nhìn thấy bổ đôi xả đôi là nó nhanh em ạ. Làm cái làm bì bây giờ xả đâu mới đầu là luộc cái chặt to như thế không như thế được nhưng mà xả đôi ra bây giờ đầu tiên là luộc quên rồi đấy cái gì xả đôi ra luộc đổ nước đi nha. Còn bia đấy đổ đây đổ đây luộc là em chặt to như thế gấp ra đỡ vỡ hấp đấy được gấp miếng ra đỡ vỡ anh chặt bé thì gấp ra anh đang lửa đâu uống từ từ nữa cá ngọt thôi nào cái nước này ngọt nước muối xong bảo năm đầu nữa đâu mà lửa đâu năm nấu mới bảo tin đấy lửa đâu làm uống nào biết rồi nào báo cáo từ chiều rồi uống từ đây vẫn không không tao rót rồi ôi giời tên này nó thì tính tình quá uống rót uống rượu uống quanh năm cái gì nước ngọt lắm cái này đang chín rồi rồi tự ăn rồi tự ăn cứ muốn ngồi đá ngồi đá vẫn luôn cái đầu nó chín rồi thì tôi ăn mẹ cá để khoét một mảng ui giời làm tí rau cho nó mát ruột đi này. Để bỏ đôi rồi nó chín rồi. Bỏ đôi thì nó lại không được ngọt cái óc, nó lại lát cái óc. Bỏ đôi thì nó vẫn ở trong nước đấy. Nhưng mà nó lát cái óc. Đây từng trong son này. Rau vừa thả vào ăn rồi. Đấy, gọi là gói. Gọi là cần tái, cải dư, cải đuổi. Đuổi. Đấy mà cần phải gì cần gì. Chúng chuyên nghiệp này nào? Sợ mỗi nóng. Lắm ăn tết kìa. Ấy, ai là bảo vừa mới bỏ mà nó cũng làm một cuộn rồi kìa. Không nhận thấy cả chua mới ăn ngọt, nhìn nhỉ. Mà sống ngọt thật. Rửa cá cạo với tiết đen. Đó, để rửa ăn đậu là trẻ con nào phải cho nó chín. Đấy luôn đấy, một sẵn chín không? Nào, nào, nhà có bạn phơi một làm mề được không? Đó, được. Được, ăn tết hết. Thành mỡ một ngấy, một bỏ. Trời. Gần cuối anh em mời em mang tiếng chè khỏe chị nhạ chè khỏe với cả mất về ai chè mời em xin có sao đâu hôm nay giá một cạnh anh em gọi là đá chéo gần chè khỏe sáng mời đúng không khi đã nào rồi con này nay có mình đây khi nào con này nay có mời mình khi nào anh em sẽ lên đăng hỏi sang cá có mình khi nào đắng đấy bạn cứ đi anh ăn cho phần nào các dùng này đối biết là đắng rồi không cứ đợi hết anh biết rồi đấy đắng từ ruột đúng quá không từ từ em sẽ làm cả vòng đi nào mà mời cho anh để mời mời chứ mày chỉ sang bên này không như nào hỏi nó về nói và mời như nào mời anh một cái từ
đầu năm rồi. Bây giờ mời ạ, đúng không? Đúng rồi. Con là đã lâu rồi. Hai con từ năm ngoái là mới gặp cái gì? Quen cái lắm này rồi không? Anh em tình cảm đi lên. Cái khế đi lên. Cho cá kia mà. Đấy, bớt đây là cá. Bớt đây ra. Anh em lại tạm dừng. Ái. Ôi ôi, nó tạm dừng ta. Đó tư lắm, nó bác phải để ý hả? Anh đều, anh. Có chú không có lẽ từng nói đùa. Cả hậu cả à. Không okay. Không bắt chơi anh à, à, gọi là bắt ăn cải thiện ui giời nên là hết đâu anh với em mới nhắc anh em okay. Em nào mới được, em nào mới quan trọng ý anh chú 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 ai nào em nào à xuất sắc rồi ok rồi đấy hôm nay đang khỏe nhớ lắm mà đâu bây uống đi tưởng là chưa có đấy đâu còn nước mày ta đầm hơi ngon rượu mày hơi ngon nữa mà kia đang khỏe mình ăn hơi nhiều đấy khỏe. Nhưng mà cơ bản là chủ nhật là anh Nguyên là phải khởi sướng ra thế thôi. Còn bây giờ Hải mở. Mỗi thằng Hải nó bảo ai. Nó bục nhanh đấy nhỉ. Bục nhanh đấy nhỉ. Đã hết rồi múc rồi. Yes. Hết rồi Thái. Hết rồi Thái. Hết rồi Thái. Hết rồi Thái. Hết cậu biết không? Không phải là đầm vé đâu. Mày mời chứ mày mời bác mày mới mày bảo thế nào rồi mày quên lời rồi cùng anh em nói phải rõ vào bác đã quên lời vừa mời rồi mới rửa cà rồi rồi lần hai mày có nói là mời lần hai đâu bác đã quên mình chắc cũng chết ai quên đâu quên được giỏi này. Thế là mời tưởng đồng đường anh em lên cho khất khởi. À, đồng khởi nó khác. Ôi, nó khác. Không rượu bao. Báo cáo các bác đi các em à. Hả? Cháo cái cây ở đây làm gì? Ở đây không có báo cáo gì đâu. Hai thằng em nó bảo không báo cáo. Thì báo cáo mới các anh với các em như nào nữa thì báo cáo cũng đủ. Đấy là xin phép mời. Nhắm cuốn. Nốt nốt con kia mày nốt cái đấy đi ai sao? Ôi anh ơi. Mày nốt nốt cái đấy báo cáo. Nốt cái này. Này gì cứ làm như thế này. Báo cáo trên đất không rồi. Anh San. Anh báo cáo Hải. Đây là trong cái bên biên gì bên biên kệ bên kia là biên vườn cơ rồi vườn nói với tôi bảo rồi tao diệu lại mà rồi mày mãi lần này ông cũng muốn biết đúng một cả và hai nít về Michelin kia là hỏng tao khẳng định luôn không phải là gì uống được hay không uống được uống đều thì đều cũng hai bố kỉ lại một ca đấy là bảo nốt thôi em cứ bảo thôi thời thôi hàng rồi em hôm nay yếu à rồi đâu là vẫn không cái này nhiều năm mà vẫn đang muốn em vẫn đang muốn à khi nó bảo thôi rồi thì anh sẽ cân nó em thằng em thứ bảy là mời được hôm nay biết từ ngày hôm nay đừng nghĩ là qua mấy từ chối rồi là phải biết là rượu nó phải mua ở đây mà anh em ạ ở đây ai cũng uống rượu cả cũng không phải là không uống rượu cả nhưng mà nó tùy từng bữa và tùy từng hôm tùy từng lúc nhiều khi bọc các em chắc không phải em chắc không qua là có thể là anh em mình vẫn gọi nhau đến những